Độc lạ, tài xế xe công nghệ mang 5kg cây thuốc cấm ra cổng trường đại học bán như rau tại Hà Nội. Độc lạ, câu chuyện tưởng chừng như không có thật khi nam tài xế xe công nghệ lại cả gan làm chuyện trái pháp luật ở Thanh Thiên, Bạch Nhật. Công an nhanh chóng tóm gọn sau đó khiến nhiều người hả hê. Sáng ngày 20 tháng 3, người dùng mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện đầy độc lạ. Một nam tài xế xe công nghệ thản nhiên làm điều trái pháp luật ngay tại chốn đông người, trước cổng trường đại học khiến nhiều người hoang mang. Hình ảnh của nam tài xế sau đó nhanh chóng cũng được chia sẻ và lan truyền chóng mặt trên các hội nhóm. Ai nấy đều tỏ ra khó hiểu bởi không có ai lại dại dột làm việc mờ ám một cách lộ liễu như trên. Cụ thể, theo thông tin từ Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, mới đây lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với BVN sinh năm 1988 và BVT sinh năm 1990 đều trú tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, Hòa Bình về tội mua bán trái phép chất cấm. Theo đó, sáng ngày 6 tháng 3, đối tượng N đã có mặt trước cổng trường đại học tọa lạc tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, mang theo bên người hơn 5kg quả và thân cây anh túc, còn gọi là cây thuốc viện, đến để bày bán trao đổi. Nhiều người khi chứng kiến cảnh tượng tăng vật thu giữ cũng đều phải hoang mang bởi thuốc viện, nhưng đối tượng N lại ung dung bày ra như bán rau ngoài chợ. Nhanh chóng sau đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Thạch Thất phối hợp với đồn Công an khu công nghệ cao Hòa Lạc đã phát hiện và tiến hành bắt giữ BVN vì có hành vi mua bán trái phép chất cấm. Ngay tại thời điểm bắt giữ, N đang mặc trên người chiếc áo của một hãng xe công nghệ. Nhiều người cũng đặt nghi vấn liệu N có thực sự là tài xế công nghệ không hay chỉ ngụy trang để dễ dàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Riêng về đối tượng BVT thì vào chiều cùng ngày đã có mặt tại cơ quan điều tra để tự thú khai nhận toàn bộ hành vi của mình, cùng N mua bán trao đổi chất cấm trước cổng trường đại học. T còn tự nguyện giao nộp thêm một thùng cắt tông chứa hơn 8kg quả và thân cây anh túc đã mua trước đó của N. Sự việc sau đó nhanh chóng cũng đã được nhiều người đặc biệt quan tâm. Trên các hội nhóm chuyên hóng hớt, netizen đã để lại những dòng bình luận thể hiện sự chế giễu đến hành động dại dột này của hai nam thanh niên trên. Chắc mang cây anh túc ra trường đại học bán cho sinh viên về cắm hoa, hết nói nổi hai thanh niên này. Lần đầu tiên thấy mua bán chất cấm mà lại ngang nhiên như vậy. Chắc có lẽ thanh niên này thiếu hiểu biết về pháp luật nên sinh ra hành động này. Cây anh túc từ lâu được xem là một loại cây dược liệu quý hiếm với nhiều công dụng chữa bệnh. Theo y học cổ truyền, nhựa từ quả anh túc chưa chín sẽ được thu thập để làm thuốc. Những trái anh túc sau khi đã rút nhựa thì gọi bằng cái tên là cù túc xác hay anh túc xác. Hoa anh túc có vị đắng, chua, hơi chát, tính bình và chứa độc tố. Tác dụng của cây anh túc đó là cầm máu, chữa tiêu chảy lâu ngày và trị nôn. Loại cây này thường sống ở những nơi có khí hậu mát lạnh như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng. Tuy nhiên, bên cạnh những tác dụng chữa bệnh thì loại cây này cũng khá nguy hiểm khi còn được gọi là cây thuốc viện, bởi quả của cây này sau khi chín được thu hái về lấy hạt và nhựa, gân, màng ra, giữ lại phần vỏ quả, sau đó được phơi hay sấy khô, bào chế thành dạng bột, cao, cồn thuốc. Vì những tính chất như trên, pháp luật cũng nghiêm cấm việc tự trồng, mua bán, trao đổi loại cây này dưới mọi hình thức. Nhiều người cũng cho rằng có lẽ hai thanh niên T và N đã quá chủ quan, thiếu hiểu biết trong pháp luật, nghĩ rằng mua bán cây thì sẽ không bị cấm như bán trực tiếp chất cấm nên đã thản nhiên và ung dung thực hiện trốn đông người. Hiện vụ việc đã được cơ quan công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.